Hưng Long Tự, Long Sơn, thành phố Vũng Tàu nha anh em. Đây nè, nó ghi là Hưng Long Tự, anh em lên gõ là Hưng Long Tự là ra nhé. Nè, Hưng Long Tự nè. Đó, đi do cổng cái này. Cổng Hưng Long Tự. Cho bốc thuốc miễn phí. Tuy tôn hậu là tuy là họ tâm cho bao nhiêu tiền thì cho. Mùi thuốc thơm không? Rồi đang đóng gói. Đóng gói đưa lên. Thơm ghê anh em. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình hôm nay lại tiếp tục chia sẻ với mọi người một video tiếp theo. Thì hiện tại bây giờ là đâu à? 3:45 sáng rồi. Cũng gần như là buổi sáng sớm. Lại tiếp tục những kèo chạy xe dịch vụ. Thì lại vẫn như những vlog trước là chia sẻ. Thì hiện tại mình phải chạy gấp ra nhà khách. Tại vì mình hơi lố giờ, phải 4 giờ có mặt rồi. Giờ phải chạy ra tranh thủ nha anh em. Đây 3:48 nhá. Thì những video dạng chia sẻ chở khách vào buổi tối đi đêm này thì mình cũng hay chia sẻ lắm. Kiểu chở khách xong rồi nhưng mà cũng quay lại cái hành trình của mình á. Thì cho anh em xem cái nghề xe dịch vụ, cái nghề thức khuya dậy sớm đó. 3 giờ rưỡi mình thức dậy rồi. Thật sự 3 giờ rưỡi mình đã thức dậy rồi. Và giống như là mình phải tranh thủ chạy ra nhà khách để còn kịp giờ nha anh em. Để kịp giờ vậy thôi. Tranh thủ đi thôi. Còn cái hành trình này thì anh em cùng xem mình đồng hành với mình trong quá trình mình chạy xe dịch vụ nha. Let's go đi thôi. Là chùa Phong. Rồi, xem cái gì chị. Chùa anh bấm chùa Quốc Ải Từ Anh. Chùa Quốc Ải Từ Anh. Từ Anh. Đó đúng rồi, cái trường mà chùa mà to lớn lắm. Đúng rồi, cái chùa đó. Xong ngã rẽ là anh cứ ra Từ Anh xong rồi chạy thêm từ mấy cây nữa tới tới nhà kia đón mẹ vợ em nữa rồi mới đi 30 cây nữa. Có nghĩa là từ đây là tới địa chỉ hội đón người. Đúng rồi. Dạ, xong rồi đi thêm nữa đúng không? Dạ, không với hôm nay là hôm nay đi test xe hoa trước đi rồi. Cái địa chỉ đó là địa chỉ của nhà vợ em luôn. Xong từ đó đi 30 cây. Còn chưa anh về anh đi đường kia về đường anh biết đường Cù Bị không? Em cũng không rành ở khu đó lắm. Nếu ai biết thì chị em cũng được. Có mẹ em chị biết đi nó không đi cao tốc nhưng mà đi hơn chừng có 15-20 phút nữa. Nhưng mà đường đẹp lắm. Dạ. Đây gọi là sông gì chú? Sông Thị Vải. Thị Vải hả? Ở trong cái chi nhánh của biển hết đó mà. Tính ra đây là cái đảo luôn chú à? Đúng rồi, bên đây là đảo mà. Bè và sông Rạng. Bè sông Rạng. Nè, nước lờ. Đến chỗ đèn chớp chớp với chả tay trái. Tay phải. Vậy là chú nói đúng á, chỗ này là nguyên cái đảo mà. Cái này mà không có cầu bắt là cách ly luôn á. Rồi. Rồi đường đẹp quá chú ha. Đây là thuộc Bà Rịa Vũng Tàu hay là đúng rồi, là Bà Rịa Vũng Tàu này à? Đường nó thông thoáng vậy. Ở trên Thuận Lộc mình nó đông nghít, chỗ nào cũng xe, nó tất cả đường xã ở Vũng Tàu là nó làm rất cực kỳ đẹp. Cái đường này cũng lọc với dầu nó làm ấy chứ. Dạ. Dân mới được nhờ vậy. Dạ. Chỗ nào cũng xe đó. Chỗ nào cũng thấy vũng nước, cũng thấy đầm lầy. Này thú cũng đa số còn nhà nước nghèo nhà, chỗ này gốc có đảo này. Đúng là đảo thật rồi. Đảo. Đảo mà. Qua cầu không ai được.
dân cũng ít ở ít nha chú nhà. Đúng rồi. Đó. Đây là hồ tôm này. Tao bảo họ nuôi tôm mà. Rồi. Tôm. Đường xe đẹp quá. Nhìn sang nền nữa chưa tới phải. Bến đá. Vô lập. Phải ra bến đá. Rồi. Ngày đi xuống kia đi xuống chợ rồi đi. Đây bến đá. Đi xuống đá. Cái chỗ lấy thuốc của dạ chốn cũng nổi tiếng ra chứ hả? Cũng chắc cũng nổi tiếng thấy. Hướng đi bèo hào bè hào vậy là nó chết cái con đường đó đó à, toàn hồ ao không? Hồ ao không nhỉ? Xung quanh thấy không nhỉ? Đúng rồi, đảo hả? Dạ cái đường dạ lên chỗ tù vừa ra là bạn đây đúng rồi hả? Đúng rồi. Ok. Tí là mình vô cái hẻm nhỏ không hay là mình đó, đi? Đó, cái hẻm... hẻm này luôn ạ? À? Đúng rồi, đúng. Gần tới rồi con ạ, tí nữa. Đó, chơi xe máy đó. À. Đó, trước mặt. Dạ, rồi, còn review chỗ này luôn. Chỗ này là để chuyên bốc thuốc nam à, chứ hả? Thấy nhiều người tới quá nổi tiếng mà. Xe nếu mà để xe thì để qua cái đường mới kia, mà không thì để bên đây nữa. Để đây được à, đậu đây được. Thằng cái chỗ cái xe kìa kìa. Tới nữa. Đây này xe tới đậu rồi. Được, cái vẻ bên này nè. Cà phê cà pháo. À, cà phê pháo đây nè, đậu đây nè, đây nè. Ở đây vậy? Đúng rồi. Đây rồi con. Dạ rồi, không biết. Đậu wow, tên là người ta xa, nhiều. Tới dạ, để cho cô chú xuống. Cảm ơn. Từ từ mới. Dạ, không có ai đâu. À, Hưng Long Tự. Rồi, gọi có gọi gì gọi con nha con thơm. Dạ rồi, đậu xe đây. Ai, cái chở khách tới Hưng Long Tự ở chỗ lấy thuốc rồi anh em. Rồi, ok. Rồi. Tới vị trí đã tới Hưng Long Tự nha anh em. Chỗ này là chuyên bốc thuốc nam nè. Khách đông lắm á, người ta tứ phương tới người ta bốc thuốc rồi nè. Ở đây là Hưng Long Tự Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam. Ở trước đối diện là có cả quán cà phê cà pháo. Đâu đây đâu không anh? Đâu đây đâu không? Có chép ép sát vô không? Hay luôn. Sát vô mấy ép sát vô hả? Dạ vô mấy đi. Dạ rồi. Dạ vô mấy đi. Dạ rồi. Quay. Từ. Dạ. Hồi tí nó ông nội kia đi ra là không có đi ra được nữa. Ê, chỗ này là chuyên bốc thuốc. Có cái chỗ có cà phê bóng, cũng có cà phê bóng các kiểu, có quán ăn các kiểu luôn mà. À, mình đi ăn đi.
Hưng Long Tự. Đây em này, Hưng Long Tự. Cái chỗ này ở Vũng Tàu nha, mình không biết cái địa chỉ ở đây như thế nào. Để mình phải check Google cho mọi người biết. Chuyên bốc thuốc nam xương khớp, bệnh xương khớp hay là bệnh liên quan đau khớp, đau lưng gì nhiều lắm. Bốc thuốc bốc nam ok. Hưng Long Tự nhé, Long Tự, Hưng Long Tự đây này. Hưng Long Tự, Hưng Long Tự, Long Sơn, thành phố Vũng Tàu nha anh em. Đây nè, nó ghi là Hưng Long Tự, anh em lên gõ là Hưng Long Tự là ra nhé. Hưng Long Tự này, đó, Hưng Long Tự chuyên bốc thuốc các kiểu này ghê lắm ạ. Uy tín chỗ này, thấy uy tín, thấy nhiều xe người ta tới nè, người ta tới ấy. Thôi vô bánh chay là chắc cũng phải đi ăn chay. Đây nè, đây có bánh chay. Đây thì bốc thuốc, bánh từ sáng, cũng cà phê thì đầy luôn. Hưng Long Tự. Chuyên bốc thuốc em. Ở đây có đồ ăn sáng này, đèn sáng này. Nhưng mà anh thắng rồi là xong mà anh cứ đỡ là chỉ cần con cầm cái thứ đấy thôi. Mà là vai đi để anh gửi. Muốn ăn chay thuốc giếm nha. Có gì á chị? Bún riêu hả? Bún riêu, bún xíu luôn nha anh. Đây coi đây em bún riêu đi, mà đừng có bỏ hành lá nha. Để ngồi đây. Cô đây có cô nè. Cô ở đây hả? Ừ, hôm nay cô ăn sớm nên bữa ở nhà chưa đâu. À dạ. Nhà nhá, bây giờ 8 9 giờ. Dạ. Còn đang đi quay phim vòng vòng. Chỗ này có đồ ăn sáng mà lại có võng nằm đó. Còn cá mạnh vào. Còn cá mạnh vào. Ở đây là chuyên bốc thuốc nam mà cô hả? Đây chở với cô đi bốc thuốc. Dạ. Dạ. Mà chỗ này đi Vũng Tàu xa lắm, 30 cây. Ra đây ra Vũng Tàu xa lắm, 30 cây mới có. Dạ. Đây, mấy cô hôm nay chở mấy cô đi bốc thuốc. Cô là bệnh gì? Cô là bị đau xương khớp hả? Ý là đủ bệnh hết. Đủ bệnh à? Đây bác đủ bệnh hết. Đang chỗ thấy nhiều người tới. Hưng Long Tự, Hưng Long Tự Vũng Tàu là bấm cái là ra liền. Đây nè, Hưng Long Tự Vũng Tàu. Chuyên bốc thuốc nam, uy tín lắm. Mọi người tập trung tứ phương, mọi nơi mọi người đều tập trung đổ về đây luôn. Ngồi đây không là cũng nghe mùi thuốc nam rồi. À, nghe đây không là cũng nghe mùi rồi. Cô uống cái phiên giảm mà. Dạ dạ, tại mấy cô hay đi bốc thuốc á. Hay đi thuốc ở đây. Tài xế và chợ ở đây là có chỗ nằm ngủ luôn. Đúng rồi. Đây có võng nằm luôn. Đó. Nằm uống cà phê. Dạ có võng nằm uống cà phê. Tàu cũng gần mà. Dạ dạ uống nằm uống gần. Đó. Giờ là ngồi ăn sáng. Ăn sáng xong uống cà phê. Ở nhà chị điện. Thuốc. Thuốc nha anh em. Đó, thuốc chùa chuyên bốc thuốc nam. Anh em nào mà chuyên bệnh xương khớp, xong rồi chuyên bị đau nhức cơ thể, xoa bóp, thuốc nam uy tín ở chùa Hưng Long Tự nổi tiếng. Dạ em nghe anh ơi. À em có anh, em mới đi chợ, em đi chợ khách rồi sáng rồi. Dạ 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 dạ. Dạ dạ, em đi chợ khách tiếp rồi anh nhé. Dạ dạ. Đây, chùa Hưng Long Tự. Anh em, đó. Phòng thuốc nam Phước Thiện. Chuyên bốc thuốc nam thấy ai cũng tập trung ở đây hết anh em. Ra đây uống cà phê có võng nằm, ở võng nằm có cà phê, ngoài đây bán thấy đồ nhiều quá.
kiếm bóng làm gì ạ? Đây còn cái giỏng đó. À, dạ. Đấy. Rồi em ly cà phê sữa đây. Cái này vòng quay trời luôn. Hưng Long Tự. Này có vòng nằm đàng hoàng. Có vòng có đồ ăn sáng. Giờ nằm chờ bốc thuốc nữa nha. Đang là bẩn lên đây. Cái ra cái anh này hay ghê, ổng cứ tới sổ là ai ông đi gọi hết luôn đó. Ai đi gọi mà ai làm cái này thì vô á, mà anh đi vô là phải bác sĩ à. À dạ. Dạ dạ. Thế cô mấy cô bốc sổ bao nhiêu? Ta bốc số 1, số 2 xong rồi. Xong rồi hả? Giờ à lấy thuốc về hả? Con à. Chín người gọi nó 7 người ra, hai người già ra đi ngồi rồi. Con cũng chờ khách tới đây. Đang bốc thuốc trong nằm rồi để chờ. Tôi nói cái này là tại sói không chị? Dạ. Tao. Tao đâu thấy mặt tại sói mặt mình. Mấy cô ở đâu tới? Phan Thiết. Phan Thiết à? Ô từ Phan Thiết mà vô đây bốc thuốc à? Thực ra cái chỗ cái này gọi là chùa gì con quên mất tiêu rồi. À. Hưng gì đó. À, con vừa mới ở trong đây gọi là con. Cái máy à. Hưng Long Tự. Hưng Long Tự nổi tiếng cô ha. Bốc thuốc chữa bệnh gì cô nhỉ? Tủ thứ bệnh hả? Dạ. Đây mấy cô đi bốc thuốc nha. Mấy cô đi bốc thuốc nè em. Xe 16 chỗ nè. Chở đoàn người không anh em ạ? Đang nằm võng. Chỗ này là có võng nằm đàng hoàng nha anh em. Những cà phê nè. Đó, cà phê. Dạ. Khách quá trời. Đàn mấy cô mấy chú đi khám bệnh. Múc thuốc. Còn quay video. Đây mấy cô đi múc thuốc. Hưng Long Tự chuyên bốc thuốc nam, thuốc nam cô ha. Nam không à? Thuốc nam không à? Mà chắc cũng nổi tiếng lắm nên là quá là họ có nghĩa là trong đây người ta không tính tiền. Nhưng có nghĩa là mình mình giống như là mình cúng vườn vậy á, bao nhiêu thì mình cho đúng không? Đông ghê luôn trời. Nãy con thấy ít giờ đông quá trời đông. Đi review sơ cho anh em ha. Quá trời. Cô chú, mấy cô chú dài có tuổi vô đây bốc thuốc đầy lên em. Đây à. Thuốc Hưng Long Tự nha anh em. Dạ chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Xe đậu ở đây rồi nè. À, Hưng Long Tự đó. Mình nằm sáng giờ rồi. Nhưng mà mấy cô chú mình chợ ngày hôm nay vẫn chưa bốc xong, chắc phải tới 10 giờ mới xong. Chung ở trong đây thì tùy lòng hảo tâm. Để ra mang khẩu trang. Mang khẩu trang vô trong kia review cho anh em. Xe đây nè, xe nè. Ui, mấy cái nhâm này ghê ta. À khẩu trang anh em ha. Tại vì trong đó nó không có cho mình à. Đấy. Giờ mang khẩu trang. Chỗ này chuyên bốc thuốc nam luôn anh em, uy tín á, thấy đông lắm. Kiểu như là chữa tất đầy đủ bệnh luôn. Giống như là xương khớp đau nhức chuyên về thuốc nam này kia, mình cũng mới biết hôm nay Kha đi, hôm nay lần đầu tiên đi ra tới đây biết anh em. Đây ha. Đó, đi vô cổng cái này, cổng Hưng Long Tự.
cho bốc thuốc miễn phí, tùy tổng hậu là tùy lòng hảo tâm cho bao nhiêu tiền thì cho đó. Có ép dẻo nữa nè, đây một kho thuốc của anh em, thuốc nam quá trời luôn, thuốc quá trời. Mấy cô ở đây đang lao động bốc thuốc, thôi vô đây nghe mùi tàn mùi thuốc thơm nghe ta, nghe mùi tàn mùi thuốc thơm không. Cô đang đóng gói, đóng gói đưa lên, thơm ghê anh em. Có đây nghe tan mùi thơm. Ok, thơm nghe anh em này. Thơm lắm anh em. Quế. Thuốc nam nổi tiếng ở khu vực này luôn anh em, phải bị nổi tiếng. Ai đâu ạ? Mẹ đâu anh? Thấy cũng chạy ra chạy vô quá. Thấy anh chạy ra chạy vô quá. Có mèo rồi đó. Có mèo. Cà Mau Tiền Giang người miền Tây lên quá trời luôn nè, đông lắm. Ra mình thì tài xế không có vô mất thuốc, ra ngoài đây uống nước ha, làm đi nước mía đi. Ồ, kiếm chỗ nằm thôi, hết chỗ rồi. À có cái võng đây kìa, kiếm ly nước mía, kêu ly nước mía ra nằm. Khách xong rồi, khách xong rồi. Rồi, tầng này đó có hả? Có nhiều đó. Để con chạy xe ra. Khách xong rồi, chắc tiền xe. Ra luôn. Có tiền xe gì không? Cho bao nhiêu cho. À cho vô cho hả? Rồi, ok cảm ơn nhé, cảm ơn. Cảm ơn bảo vệ đây. Hài lắm anh em. Rồi, ok. Khách xong rồi, giờ mình sẽ chở khách về. Ui nóng quá, nóng quá. Gần cũng gần 10 giờ rồi anh em. Quay đi quay lại cũng gần 10 giờ rồi. Nhanh thiệt. Rồi ok. Mình nổ máy một chút ha, cho mát mát. Rồi. Công nhận là cái chỗ này là chùa Hưng Long Tự anh em, ở ngay Bà Rịa Vũng Tàu, công nhận nổi tiếng đó. Khách tứ phương tới luôn á, khách tứ phương tới cụ bốc thuốc nam các kiểu nè, rất là ok. Rồi. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Đây để coi. Đây thuốc đây này, thuốc quá trời thuốc. Dạ, wow, nhiều thuốc quá. Dạ. Dạ rồi, con lên xe ngồi. Dạ không ạ, à, con đã em xuống con tàu xa lắm, lười lắm. Rồi. Mua nước mía mà hết đơn nước mía rồi. Rồi.
Ừ, phải công nhận là dân dưới miền Tây, dân ở đâu về nhiều ghê luôn. Nhiều lắm, nhưng đâu về. Dạ. Đắk Nông, Đắk Lắk. Phan Rang, Phan Thiết. Phan Rang, Phan Thiết, tùm lum la hết. Ôi, nó còn vào ở đây. Dạ, ở đây tính ra nổi tiếng. Cô Sơn nói mẹ ơi, uống trên núi nhiều rồi, bây giờ mẹ trên vùng trên, thôi, trên rừng, núi mà trên rừng thôi Mỹ. Đã xuống biển qua thử đổi đi, qua thử có hết không? Không mà thấy bớt là đã rồi. Vậy là mỗi người là một bọc vậy đó, có chú hả? Ở xa được 15 bọ xa thì được 15 ngày. À gần thì được có 10 ngày. 10 ngày nãy con cũng định đi vào biển mà thấy định vị lại chỗ đó thành phố, nhưng mà đi ra biển hai mấy cây luôn á. Ờ, hai mấy cây xa lắm. Nó 15 cây đâu phải. 15 cây là nó chỉ có tới ngay đầu đó thành phố chứ không sao. Còn từ còn ra biển nữa xa. Tới bãi trước bãi sau rồi. Dạ. Nên là đi ra đi ra này. Dạ dạ. Dạ. Bọn này đang đi này. Dạ. Nên là đi về trước. Đông, công nhận là nãy con đi ra đằng sau anh thấy người ta bốc thuốc, người ta chế biến này quá trời, nhiều ghê vậy. Một nhà thuốc luôn đó. Con thấy ở đây là đông nhiều. Dạ. Yeah. Thấy cũng có tiếng, đâm ra là ai cũng tới. Thì cứ người này giới thiệu người kia. Dạ, người này anh em, dạ. Bạn bè. Và với lại cô chú xài mà thấy ý là mình sử dụng thuốc với lại thấy nó hiệu quả thì đúng là ok. Nước bữa nay đang nước lửng này. Dạ. Mang nước với cạn. Nước lửng lửng nha ha. Nó cạn nhưng mà cạn lửng lửng, nó không cạn hết. Dạ dạ. Mai này bằng giờ là cạn giặc hết. Dạ dạ. Ở dưới sông này thì bắt sao được bà, có thả lưới thả lết thôi chứ. À. Được hết đó. Mình lại lấy mình đi. Đường xa. Không, ở trên nhà đi xuống chừng cũng 2 cây là cũng đến sông này mà. Ra phía sau này. Ra phía sau đó. Phía sau đi đường bộ đội. Đi thẳng cái đường bộ đội đi bố. Có cô chú cho có thăm khám gì không, hay là chỉ có người ta khám cho người ta mới kê thuốc cho đúng không ạ? Bắt mạch chứ ạ. À nãy vô đỡ nóng gan rồi nhưng mà thoái hóa thì chưa, ông vô để ông mốc thoái hóa cho nó thêm. Dạ. Vậy là cô Thơm cô Thơm ở Đồng Nai là được 15 bọc. Còn cô chú gần đây là 10 bọc. 10 ngày đó. 10 ngày á. Dạ. Vô con chú trong kia nghe mùi thuốc thơm, xong rồi cái gì cả cái mùi quế cái gì. Công nhận nó tập hợp thuốc cây thuốc ở đâu đâu về ghê thiệt chứ. Tập ghép lại nhiều kinh khủng luôn. Cây thuốc kể cả không? Mình dẫm lên cây thuốc nên mình có biết nó. Dạ, dạ. Cái cây cổ trước mà đi ăn cái dính vào quần mình là, nên thì cũng là thuốc luôn, cũng thuốc luôn. Rồi cái cổ măn trầu này. Dạ. cái cây chanh gai cũng ngót đó, nhưng mà ở quê nhiều, kể cả cái cây mà cái cây lạc tiên mà hoặc cây hà thủ ô, mấy cái cây cơ bản ở vườn nhiều lắm, thuốc hết luôn á. Đúng là đi vô chỗ bốc thuốc là nghe đặc trưng cái mùi thuốc nam. Ủa, thuốc bắc thuốc nam nó khác nhau gì đâu chú? Thuốc bắc hình như là nó trái hạt nhiều đúng không ạ? Táo này kia nhiều đúng không? Còn thuốc nam mình đây là
bỏ cây xong rồi bỏ quế hoặc là bắt bắt ở đây nó không ra gì con ơi, nó đang chán lắm. Dạ. Yeah. Thuốc bắc giờ đẻo rồi. Dạ dạ. À. Nó lợi nhuận rồi. Lợi nhuận rồi ha, nó không có chất lượng nữa. Chứ có hốt là coi là hàng xuân hiểu ra ấy, ông bác sĩ là hốt là bình thường 150 thôi, thế nhưng mà nó có thế đó. Dạ dạ dạ. Bây giờ mà hồi xưa là mình cái thuốc bắc ngâm rượu gì mà loại được được á là yeah. Bây giờ là nó 500 rồi. Yeah. Còn cái loại mà đặc biệt đó là nó 900 đến 1 triệu là loại đặc biệt ấy. Dạ. Báo tàu đã thấy là đầy đủ ngoài sơn. Chứ bây giờ không có. Nhìn thấy nó đèo đèo lắm. Giờ nó bán theo túi tiền của người dân đó mà. Đâu đây về thằng cậu bên vợ đó nó cắt đấy nhưng mà cục gươm 500. Dạ. Có đấu tàu đấu thì không 500 thì được. 500 là đầy đủ rồi đó. Hai đứa về là thằng nhỏ với Hà về là bắt đầu cậu cứ đi một đĩa đấu tàu đấy thì chắc cháu hồi hàng này xuất sắc ông ấy 100 200 thì đèo theo. Chả có cái gì đâu. Vậy là giờ thuốc bắc cũng không còn thịt nữa nha. Giờ thấy thuốc nam này kia giống như cô chú đi bóc này thấy như ghê thịt đông kìa. Đông. Đông, còn nhận đông. Dạ dạ. Chiều nay với mai người ta nghỉ rồi. À. Có nghĩa là ngày chủ nhật người ta sẽ bốc ít đi vào sáng thôi, đâm ra là người ta cũng tính chất người ta cũng hiểu được hôm nay ít nên là người ta không muốn đi, chắc để qua tuần người ta đi. À, mười mấy năm học là thấy người ta rẻ là rẻ rồi. Người ta giá mình giá. Nói chung là tại vì theo số đông thấy là cứ người ta rẻ là đúng là đền xanh rồi đó. Đúng, đúng được, đi, được đi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, được đi rồi chứ. Nếu mà thấy một ông đi một mình thì nhiều khi ông nó vừa thiệt, nhưng mà chú mà đi theo số đông thấy người ta rẻ là đúng rồi đó. Đúng rồi. Học rồi đó chứ học rồi đâu. Dạ. Ở đây là gì? Huyện Long Thành hả gì? Tập Phước, xã Long Phước, à, Long xã, Thành, à, xã Đồng Nai. À. Đây là ấp. Ấp. Đứa xã chỗ ô tô đó. Dạ. Ấp Tập Phước. Ủa, sáng mình đi đường khác đúng không? Giờ chứ nhà. Chị có đi mấy lần chẳng nhớ. Đây vô đây à? Đúng rồi. À hai đúng rồi quên. Văn hóa, thấy chưa sinh chưa cỏ nhân tạo à. Trong kia. À vẫn là đường trong hả? Đây này có cái mía. Đến đi hem vào đường. À. Ủa sao cái chỗ nhà nãy nó lại không cho xây đường rồi chứ? Thấy đó, nhà đây. Xã là nó đang cấm xây dựng mấy đó. Cấm đây. Sau này nó lên thành phố nó sợ đền bù đền biết gì đó nên nó đang cấm toàn bộ xây dựng cũng làm khó dân quá ha. Nhà người ta tắt người ta cảnh sát đường rồi đây à. Mốt mà có lướt dâu đậu xe ngoài đầu đường đây, quay đầu lại đi bộ ra. Được mà. Ở đây hết. Ở đây. Tiếng đãi ngay chỗ đây nè. Đãi đây được rồi con hả? Đãi đây nè. Mùa mưa mất công. Sợ mưa nó đèn nó lơ. Chạy qua trong kia luôn, chạy qua trong nó để xem. Để trong xe trong cuối bãi đó. Dạ. Yeah. Là cái văn hóa thì nó sạch sẽ hơn. Bố quài thì cứ bố quài dạ, thôi chắc đậu đây không rồi. Cứ bố quài đi đậu đây người ta đi vào đã bố quài đây là ra ăn rắc bố đi dạ. Bà xuống đi cô mày dạ lại con mở đây con để em mở đây con mở điện xe nó ngang đây.
đi xem bên này đường mà. Dạ. Rồi, giờ đi vô trong kia để trong kia. Thoải mái, đường này 4 mét thôi, 4 mét mà. Nên để bên trong nó dạ rồi để con mát cơm để con vậy làm quay đầu đấy có cái chén đấy rồi trả khách ở chỗ này rồi. Thì mình đi chỗ này mình quay đầu xe nha anh em, quay đầu xe mình quay đầu nhuyễn lắm mà sao hôm nay cái đầu kỳ vậy ta. Anh em thấy không, đi xe là phải xử lý mấy cái này đó. Nghe chưa xoay đầu từ lưng hết. Cô chơi về mà đúng không? Ngồi chơi chút. À dạ. Ngồi chờ khách nữa nha anh em. Mình vé vô chỗ này. Ok. Dạ là con muốn đi đường nào đi? Dạ con thì chắc là đi cao tốc. Đi cao tốc cho mau mà lại bản hai nó quen đường á. Dạ nó quen đường. Tôi sợ đi kia không được, con lại loạn qua loạn về thôi. Dạ. Em ở đây nó không đi làm mấy làm tờ chiều mai nó về. Dạ. Con về con. Dạ con về nha con nha. Để chủ nhà người ta phải ăn thì mình cứ ăn cứ uống tự nhiên, còn đi đâu cũng vậy thôi, mình cứ bây giờ nó cũng bị uống rượu rồi đâu. Không ăn miếng chả ấm bụng rồi ra quán là xa lắm. Không có nói thật đấy. Nhiều người nó không ăn, trước lên thì cô có tại ở đây thì nó không ăn, nó chạy ra quán nó ngồi. Ôi chủ nhà người ta nhiệt tình mà. Tình thật lòng chứ ai nghĩ gì đâu, làm bát cơm ăn thì ấm bụng quá chứ. Con thì cũng thoải mái. Ừ. Còn với lại con cũng có gì thì ví dụ là bình thường mà con tới bữa thì con cũng khách mà thường cũng hay kêu mời vô, con cũng nhiều khi con thấy đông quá con cũng ngại thiệt, nhưng mà giống như cô đây với Sơn đây con cũng quen rồi, cũng cứ đỡ ngại hơn chứ. Không có gì ngại mà. Người ta nhiệt tình mà nhiều khi dạ. Ra mà mời một hai lần mãi người ta cũng ngại. Ngại đâm là chủ nhà cũng ngại luôn. Đó. Dạ. Ngày xưa cô hay đi bên suy ra của cô là bên Xuân Đông. Dạ dạ. Thế là cứ khách trở về mời nhất khuân mấy đứa nó không có ăn. Dạ dạ. Còn cô thì cô rất là thiệt tình. Dạ. Gặp bữa rồi ăn chén rồi khỏi phải ra quán ra hàng. Dạ. Cứ chờ đợi làm gì. Dạ. Anh ấy đi mình cứ coi như người nhà đi. Dạ dạ. Để cho nó vui. Cô lên lấy thuốc mà mấy bữa một tháng đi một lần. Dạ. Dạ nhớ con nhớ. Đi rồi ra đường
Dạ nó đầu đường. Giờ đâm lên cao tốc Long Thành là đi đạp khách về tới nhà luôn. Con đi lên. Dạ em đi lên. Còn nếu con đi đường cầu bị này con đi thẳng sang bên kia. Dạ dạ dạ. Nên là đi thẳng em sợ con lộn đường. Dạ thôi, con thấy đi cao tốc là đi cao tốc là mình cứ là về thôi. Cứ về thôi, lên thẳng một đường một cho nó khỏe. Đi cầu bị là thẳng thẳng sang mà đi thẳng này. Dạ. Tới băng sang bên kia sang Cẩm Mỹ đó. Dạ dạ. Về xong ngay về ít cái đó thì nó gần hơn một chút con ạ. Dạ, đúng rồi, gần hơn chút vậy. À Sơn chắc lại làm giấy tờ với lại đi phát thiệp cưới mà. Đúng rồi. Đi đó. Dạ. Em làm bên công ty ở dưới mình làm bên cơ điện cũng cực lắm. Cơ điện hả? Ừ, cũng cực lắm mọi người. Nặng nề. Đâu phải bên sửa máy đâu. À. Bao cả hàn xì mà. À. Bao cả hàn inox rồi hết. Dạ. Cơ điện cũng cực. Ừ, không có nhiều nhưng bán bình thường. Dạ. Ông bữa thì cháu chạy xe hoa cho anh Thắng à, hình như cũng có cô nữa. Không, cô không đi. Cô không đi à? Hôm đó là bên nhà gái, bên nhà chú nó đông lắm, thành thử ra cô phải đi đám cưới ở bên cạnh. À, rồi chia nhau đi. Ừ, chỉ có đúng rồi, chỉ có thằng Sơn này mới để nữa. Là bưng quả rồi kia. Sơn đi với con dâu cô đi. À dạ dạ. Con dâu của chị dâu. Dạ. Yeah. À đi thẳng nè. Toàn nó có thu không à. Thôi cứ đi theo tuyến quốc lộ 5. Cho nó gọi lạc à. Dạ đi theo tuyến quốc lộ 51 này là lên cao tốc nữa là xong. Về nhà thôi. Dạ dạ. Không nào cứ vậy là đi thôi. Dạ dạ. Với sao cho con biết đang nói sau con rước chạy xin rước xe hóa rước dâu là ok cái này. 6 giờ khoảng 6:15 mình chạy được rồi con. 6 giờ có thấy hơi trễ. Dạ 6:15 là ok rồi. Thấy cái chùa Gia là về tới đây thấy núi Gia Lào là thấy tới Xuân Lộc quá ha. Cứ về tới đây thấy núi Gia Lào là tới Xuân Lộc. Cái hồ ở đây là cái hồ Gia Măng hả cô ha? Đúng rồi, Gia Măng. Gia Măng, hồ Gia Măng. Ngày trước nó chỉ là một cái bụng thôi con ạ. Giờ này là tới cái thiện tạm hồ nhá. Giờ con nó chắc nó múc nhiều quá ha, múc nhiều. Nhiều nó cải thiện á. Cải thiện. Chắc là người mấy năm về trước và có thấy nó chỉ là cái hồ nhỏ, cái bụng nhỏ chứ cái gì á. Dạ. Sau này thành hồ. Thành cái hồ bây giờ là nó buổi tối gì tới mùa mưa mà nước nó lên. Trời. Giờ đang mùa nắng gì thì nước nó thấy đáy rồi, gần như là. Không như núi le mới được. Núi le là tự nhiên luôn rồi. Nó có nước mà. Dạ. Cái chỗ có chỗ đất thì đẹp chỗ thì cái góc này cũng bắt đầu về mình là bắt đầu từ về để cắt cát rồi á. Càng đi xuống càng cát. Hay ha. Dạ. Cùng một viện mình biết bao nhiêu vùng đất. Mà cô thấy nhiều vùng đất đúng không? Ừ. Có thấy là trong chỗ con gần sông La Ngà là đất cát không? Ừ. Cái đó chạy thẳng nó Trà Tân hết. Dạ dạ. Đất cát. Đây, cái hồ cô nhìn cái hồ kìa. Ừ. Nó thấy đáy rồi ha. Ừ. Đó đó. Con hồi trước con nghĩ là nó sâu lắm nha cô. Bây giờ nó cải thiện rộng rồi đấy, ngày trước đâu có rộng này đâu. Dạ dạ dạ. Này thì mấy cái kia là nó múc chứ đâu nữa. Ừ, múc hết. Múc hết rồi ha, múc đè hồi chưa. Múc hết mà. Dạ. Trời nó nắng quá mà. Đấy là còn mái ngoài kia mới rộng. Dạ. Cao tốc
quốc lộ 1 kéo dài vậy. Nhưng mà sau này cái cao tốc này nó hoàn thiện rồi, bây đâm ra là bây giờ là vào quốc lộ 1 giảm đi nhiều. Mà đặc biệt là mấy làm cái kinh doanh của họ quốc lộ 1 họ cũng đi xuống nhiều, có giống như quán cơm quán nước ấy cô. Giờ là nhiều khi mà ở mấy cái đầu giao này nè thì bắt đầu tài xế xuống họ ăn một cái một họ lên cao tốc họ đạp đi luôn. Họ đạp đi ra thẳng Nha Trang nghe thôi. Đạp nhiều lắm. Dạ. Bớt giao thông đồng dạ. Lúc chưa có cao tốc thì đi đường ngoài than lên than xuống. Chờ đợi. Dạ. Đó, giờ là qua đây là tới đây là gần như là cao tốc rồi, xong rồi. Tính ra Đồng Nai mình là nhiều lối ra. Cô thấy không? Dưới chúng mình thôi là thấy hai chỗ này, cái trung tâm với một cái bên Lăng Minh. Đó, chưa giờ thấy hai cái là lối ra rồi. Tâm ra là khả năng sau này Đồng Nai nó phát triển du lịch được cái núi Chứa Cha hoặc là nó quy hoạch được cái. Còn chứ ha, đây, yeah. Đây thì ngay trung tâm mà ngay lên kia là Lăng Minh là có xuống rồi đó. Có xuống Long Minh đi xuống cũng là đi vô núi cũng gần, đi theo cái đường vành đai núi cũng vô được. Còn mình đi xuống dưới đây đi vô cũng được. Nói chung là gần đường nào cũng vô được. Dạ đúng rồi. Tính nó tính cả rồi, nhiều khi nó phát sau này nó phát triển du lịch mấy cái mạng đó quá. Tính cả rồi. Nghiên cứu mà nghiên cứu rồi. Rồi, đi ra lối ra. Xe bắt nào thì cao tốc hết. Dạ. Dạ. Cô làm ở nhà gái làm thu nhập tuần trước, còn bên nhà mình mới làm tuần sau. Quá. Chứ cô làm gấp vậy cô chịu đổi bộ thôi, mệt lắm cô làm được. Vậy là cô mới đổi lịch lại là trước một tuần hả? Không, lâu rồi. Cô hợp đồng lâu rồi chứ. Cái xe 16 chỗ đó là phải đi thu nhập tuần trước. À. Còn như của con á, xe đi 16 chỗ là rước là đi ngày đó. Tuần sau. Ngày 19. Dạ, chưa mất công là mới sáng nay ở nhà gái xong rồi phải ra nào không nổi, tại biết sao không là chiều thứ bảy cô cũng phải đại nhóm họ đó mà, đúng rồi, chứ thời gian đâu mà chạy tự nhiên đang không ở trên kia, xong chạy về dưới đây sao kịp? Không kịp. Mẹ lắm nên là thôi, cứ ở xa đám cưới ở xa là đúng mình rồi. Phải làm như vậy thì nó mới khỏe mình được. Đúng rồi. Ví dụ tuần trước là cô đem lễ ai cô đi hết. Dạ. Tuần sau cô chỉ một chiếc cây trầu cũng lên rước thôi. Lên rước là thôi, xe hoa lên rước vậy thôi. Một cây trầu thôi, cũng hợp đồng rồi. Dạ. Đi hỏi từ lúc rồi. Thế này, tại nhà thì nhất là đơn chiếc, cái hai là nó xa. Dạ, dạ. Cái đó mình cứ nói thẳng thôi. Nói thẳng vậy, cho ok. Vui không được cái đó thì thôi thì chịu thôi. Dạ, dạ, dạ. Làm 2 ngày liền thì bên nhà cái mà thì nó đông vui hơn. Mà cô chú ở đây cũng dễ mà bên dễ. nhà thoải mái mà. Cô chú bên đây. Đánh giá cũng cháu cũng muốn quen một người vợ cũng kiểu như cô chú ấy, kiểu giống gia đình kiểu gia truyền đánh thống vậy đó. Chứ, dạ, cũng không cần phải. Tới không phải dạ, không phải sang trọng quá. Ví dụ con ưng chỗ nào khó chịu lắm. Giống như là vô nhà người ta thấy sang trọng quá, đâm ra là mình ở thì cái mức ở bình thường mà thấy người ta sang trọng quá thì đâm ra không nó tự nhiên được. Không tự nhiên được. Dạ. Yeah. Vẫn có cái khoảng cách gì có ha. Ừ, nó có khoảng cách. Mà, có thấy không? Có nghĩa là cái quốc lộ 1A ở đây nè, mấy cái tiệm cơm này nè. Là bây giờ là nó sẽ tập trung xe khách vô đây ăn người ta ăn. À, mấy quán cơm người ta tập trung ta ăn xong người ta lên cao tốc người ta đi luôn. Đó là cái tuyến này là cái tuyến ăn uống nghỉ ngơi nè. Nên con thấy mấy quán cơm gần đây làm ăn được không? Làm ăn được quá được ha. Dạ dạ đó. Dạ ăn tiền đó làm ăn có được. Ghé qua đây ăn xong rồi nghỉ ngơi. Dạ để đi luôn đó. Chuẩn bị chở cô về tới nhà rồi. Sáng là đi bốc thuốc là đi hai người, giờ về có mấy cô về. Hôm trước thì có gì nó đi nữa, thì nhà gì lớn thôi nhưng mà sau bữa nay bảo đi mà cứ mệt xa. Dạ. Xuống. Cái hẻm này nó hơi nhỏ, nó bắt đi từ từ. Dạ. Cô Cúc mà xuống từ từ nha.
Dạ. Ở, hôm bữa mà cái ông 30 chỗ đi rất dâu cho anh Thắng mà chạy vô đây được luôn á cô. Được chứ. Dạ. Ở dưới con ạ. À. Con không có đi đường trên, con đi đây này, có hẹn ngay đây này. Có hẹn đây hả con hả? Ừ, con ít đường nó không thẳng đâu nhưng mà đi thoải mái 30 50 đi hết. Thôi đây, đây đây đây. Ủa đó. Hẻm hẻm đâu á? Đây. Đây đây. Đó, chạy xuống, cứ chạy xuống lại thôi nhà cô. À hẻm đó đi được hả? Được. Con đi thoải mái. 30 chỗ cho 50 chỗ cũng đi được, tại vì xe tải người ta đi xuống mà. À dạ. Chợ đá, chợ cát á. Dạ dạ. Chỗ này dân mỗi nhà bỏ ra ít mét nữa để mà rộng ra đi với. Cái này cua nó hơi khó này. Dạ. Vậy mà không vậy mà không bố 30 chỗ đi vô đường này đó không? Cũng được mà đi đường kia cũng được. Đây, đường này thì nó hơi theo kiểu hơi nhỏ. Nó quẹt hay... xe. Dạ. Còn 30 chỗ là anh đi đường kia đi. Đường kia. Ừ, kia nó cua nhưng mà lại thoải mái, không có dạ, làm. Dạ dạ dạ. Còn cái đường cua ngay chỗ xe. Còn 16 chỗ thì thoải mái hơn nữa. Thì 16 chỗ vô đường này. Tại vì hôm bữa con đi một lần 30 chỗ vô được là được rồi. Ok. Được không? Dạ được. Còn mình chở ta là cái quẹo chỗ đó đúng cái hệ đó hả? Đúng rồi, cái máy đó. Cô lên. Dạ, dạ. Đi 50 chỗ cũng được. Dạ, dạ. Đây nè, cái hẻm này. À, hẻm này nè. Đường cua, ý là nó cua nhưng mà nó không có vướng ai hết. Dạ, đó, đây. Thoải mái đi. Dạ, dạ, dạ. Đi lại thôi. À, à, ok. Thoải mái. Đây, nhà cô làm cổng đây ha. Mấy cổng mới cô ha. Đây đó, mấy cổng mới ha. Thế ra mấy cổng cô cũng làm ghê. Cái này là xe cậu á, xe cậu nhỏ chứ nó cậu đấy hả cô? Nó đen mà nó lăn kìa. Quá wow, quá trời luôn cô. Vậy là cô cứ ở nhà là phụ trông cháu xong rồi sẵn tiện là gần nước nôi này kia cho thợ làm này kia đấy à. Đấy làm. Dạ cơ sở làm cổng ha. Dạ dạ. 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 Wow, cô làm cổng quá trời luôn. Nhiều. Dạ, con nhiều khi có cũng có cô ạ. Nhiều khi cũng có. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn nhé. Dạ rồi, cảm ơn nhé. Tạm biệt, cứ alo con. Dạ rồi. Và con xin phép cô về nhé. Dạ. Dạ. Rồi về thôi anh em ơi, lụm lúa rồi về thôi, lụm lúa rồi nha anh em. Đi già, thì đó một ngày mình đi chạy chở khách là như vậy đó anh em thấy hành trình mình vậy ok không? Hôm nay do tiền biết được thêm một chỗ mới bốc thuốc uy tín, chỗ này bốc thuốc nam, kiểu như là ở ngay vị trí thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu đấy, nên là này cũng chở cô đi với là có một em chuẩn bị sắp sửa là búp xe hoa mình, khách búp xe hoa nhưng mà chưa xe hoa chưa đi nhưng mà búp chở gia đình đi trước rồi. Được anh em ha, anh em không? Đó cái những cái nguồn khách mình tạo được là toàn là nhờ những kèo xe hoa không anh em, có nghĩa là những kèo mà mình chạy xe khác xe như thế này. Thì xe hoa được xong rồi bắt đầu là giới thiệu cho gia đình chạy đấy. Cái này nè, mình là như mình là được những vị khách từ xe hoa rất là nhiều. Đây là từ những vị khách xe hoa này là mình phát triển thành những khách quen, khách mối chạy lâu dài anh em ha. Đó, đó là cách thức của mình lấy khách và tìm khách là nhiều anh em hỏi là sao anh ra xe anh có kèo chạy gì hay vậy. Rồi sao thế này thế kia đó, đều là nhờ những khách này nè. Đây là cái hai em này búp xe hoa mình. Nhưng mà chưa xe hoa thì chưa đi nhá. Nhưng mà đã biết mình chưa vô qua xe hoa luôn là búp xe mình hôm nay chạy gia đình đi để bốc thuốc. Đó vậy thôi anh em, quy trình vậy thôi, lùm tiền xong rồi. Giờ là hành trình đi về ha. Hành trình đi về lại nhà nghỉ ngơi. Đó là một kết thúc một buổi chạy xe thì bây giờ là 12:40. Sáng đi từ lúc 4 giờ sáng ha anh em ha. 4 giờ sáng tới 6 giờ là 2 tiếng, bây giờ là 4 tiếng 6 tiếng. 6 tiếng gần 7 tiếng đồng hồ rồi anh em. Là 7 tiếng đồng hồ là cả đi cả về là 7 tiếng đồng hồ và chờ luôn. Thì đó cũng là giống như là hết một ngày công rồi đó anh em ha. Thì giờ là bắt đầu về tới nhà nữa là bắt đầu cất xe rửa, lau chùi sơ sơ chút để mà
có những kèo tiếp theo để mà mình còn chở khách nữa anh em ha. Vậy thôi, đó là những cái kèo mình sẽ chạy, và mình những kèo chạy xe hoa, xe dịch vụ, mình sẽ luôn làm những cái vlog dạng kiểu này để chia sẻ với anh em nào có chung ngành chạy xe hoa, hoặc những anh em nào có đam mê bộ môn này, là xem cách thức mình chạy xe cũng giống như là giao lưu với khách, cũng nhiều khi cũng vui vẻ một chút, khách người ta thích người ta sẽ kêu mình nữa, nên anh em nên luôn có một cái thái độ vui vẻ với khách để mà sẽ có những cuộc đi lần nữa, giống như khách, vì khách này mình hôm nay chở là rất là ok, và đặc biệt là cô còn kêu là lần sau sẽ búp xe mình đi nữa coi. Đó anh em ha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhá. Thì mình chắc là mình sẽ kết thúc cái video vlog ngày hôm nay tại đây thôi. Thì nhiều khi quay những cái video dạng kiểu này để mà chia sẻ với anh em, cũng như là những vlog kiểu này để mà cho anh em xem cái hành trình của mình. Đấy, thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nên là anh em nào mà xem những cái video dạng như của mình như thế này á, thì trên phương diện là tham khảo với là coi vui thôi nha. Nhiều khi những lúc mình chạy xe có chạy, nhiều anh em hơi khó tính, thấy mình chạy xe một tay kiểu này cũng có nhiều kêu là không an toàn. Cũng có nhiều bạn kêu mình trong quá trình mình chạy xe mình không có thể là mình hơi nói chuyện có thể hơi bị lác lác, chứ không có đúng trọng tâm hay không đúng nội dung lắm, hoặc là nhiều khi có vài câu chơi nói hơi nói tục nhưng mà chỉnh không kịp về cách video, nhiều khi hơi sót, anh em có thể nghe được, anh em bỏ qua thông cảm cho mình nhé. Và anh em có những cái gì hay là góp ý cho mình trong quá trình mình làm vlog, mình xây dựng video để tốt hơn, để có một cái hình ảnh tốt hơn cho với anh em á, thì anh em cứ góp ý và bình luận, có gì chê thì chê, và có gì thấy không được thì anh em cứ bình luận để cho mình tham khảo nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, hẹn gặp mọi người trong những vlog tiếp theo nha. Xin chào.